giờ làm món gì anh? Ta sẽ làm em ăn biết chứ là đồ chả ăn với rau sống. Đồ chả ăn với rau sống hả? Thì ăn cũng ăn bò bít. Khỏi để cho khách luôn đó. Phải để cho khách ngâm rượu luôn á. Thôi để chiếc bữa khách này cho làm cho em thưởng thức. Món gì món gì? À, ông non ăn với rau sống. Ông non à, ăn đồ với rau sống à? Đồ chả ăn với rau sống. Cái này hai anh em mới đi bắt về nha mọi người. Giờ hai anh em lấy tổ này cái nấu món ông gì? Ông gì anh? Quên rồi. Nhùng ông. Nhùng ông. Chiên chiên chả hả? Đồ chả. Nhùng ông đồ chả. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của Đen Ròm Vlog ủng hộ nha. Này mật ong rừng nguyên chất nha. Ai cần mật ong rừng nguyên chất thì cũng liên hệ mình luôn nha. Mình cũng bỏ sỉ lẻ đều có hết. Ở xa thì ship tầm 2 lít trở lên. Còn gần thì bao nhiêu cũng được. Mà 1 lít là ít nhất nha. Tổ ong này nhỏ quá. Có con ong vậy mình chiên luôn con ong mình ăn rồi xíu có chích mình không hành. Cái nọc nó còn vẫn còn chích mình có đâu không hề. Xuống làm mấy con bia này. Ui sao hai anh em ăn gì cho hết. Ông chiên chả. Món đặc biệt chỉ có kênh Đen Ròm Vlog mới có thôi nha mọi người. Đây là những con ong non nha. Những con ong non và mấy con ong già nó sắp bay được rồi. Nó trưởng thành rồi đó. Em nhìn không muốn ăn ăn như này luôn chứ không cần chiên chả đâu, không gì chiên chả lên nó ngon cỡ nào anh ơi. Răng ngồi thảo răng bệnh chỉ đá bệnh nhau mới được. Thảo đường mới cho sao. Rồi bây giờ mấy anh em lượm ông già ra nha. Nhụng sau khi anh em mình lấy ra xong thì anh em mình bỏ vào son nha mọi người. Bây giờ sắc hành. Hành lá, ớt.
bỏ hành lá vào, bỏ hành lá vào. Giờ mình sắc hai trái ớt rồi cũng bỏ vào chung luôn nha. Rồi giờ bỏ màu mè, muối. Tinh. Nước mắm. Dầu ăn. Món này lần đầu mình cũng được ăn nha. Rồi dậy xong cái mình đẩy lên thôi anh. Tiêu. Em để ăn kem ra sống. Dậy xong mình nấu thôi hả? Đặt lên bịch lẩu quá. Rồi xong thì mình màu mè, hành lá, ớt xong thì mình trộn lên nha. Sau khi chuẩn bị đồ xong thì hai anh em ra vườn nha. Đây, rau hái ở vườn luôn nha. Đi ra vườn hái được chừng này rau. Rau nhà luôn, rau vườn luôn. Có giúp cá nữa nè anh. Ra vườn luôn nha mọi người. Đủ chưa? Rồi hai anh em vào tiệc, vào rửa rau xong vào tiệc. Đây là món ong chiên chả. Ong chiên chả nha mọi người. Thơm ghê. Thơm mùi chả thiệt luôn. Ong sữa không. Ong chiên chả. Nước mắm. Rau nhà. Ăn cái này xí bỏ cái này về vào chén về ăn cùng rau súng nha mọi người. Nước mắm ớt. Quê mình giờ đây con sông xưa huyền có xuôi ngược. Đây là món ong chiên chả, ong nấu chả nha. Đang sôi, từ từ review cho mọi người xem. Buổi sáng hỏi mây trời mọi người nha. Có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bay chim sáo rủ nhau về giấy tố. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. Ngày vui đó bay chim sáo rủ nhau về giấy tố. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. Đây, rau giờ bỏ rau vào chén nha mọi người. Hey.
ong, ong chiên chả là chín, ớt, nước mắm, rau giờ mình trộn lên ăn như tiết canh vậy đấy. Ngon quá, quá ngon. Lần đầu tiên mình ăn món này mà ngon vậy. Đây nha mọi người. Đây, ông nấu chả. Ông nha, nấu chả sôi rồi. Rồi bỏ rau vào. Bỏ rau vào rồi mình bỏ ong vào. Trộn lên, trộn đều lên ăn giống như tiết canh vậy đó. Nước mắm ớt. Ăn cái vị nó đúng là ngon luôn. Lần đầu tiên mà ăn một cái món mà lạ mà ngon như này. Món này ăn ngon. Như món cà lèn đó, em thèm giống như món cà lèn này. Khác nhưng mà ý là cái vị nó là lạ, ăn giống như ăn cà lèn vậy á mọi người. Vị độc quyền, vị ngọt. Rồi. Là từ tánh thiệt từ không đổ nước của em. Là à, tự nhiên không là đổ nước. Tự nhiên luôn đúng không anh? Không đổ nước. Ngon. Ngon. À. Rồi mời mọi người nha. Cái vị nó là lạ, ăn nó ngon. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình ủng hộ nha. Đen Ròm Vlog. Rồi bây giờ chào mọi người đã. Hai anh em đi rừng sáng giờ. Giờ cũng là 5 giờ chiều rồi. Giờ về thì hai anh em bắt được tổ ong nên là làm cái món này để ăn giải mỏi rồi làm ly bia cho mát cho đi sáng giờ trong rừng nó nóng quá say nắng luôn. Rồi bye mọi người nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ và mua mực xỉ lẻ thì cứ liên hệ mình.